Đón chào tất cả anh em chị em trên đường dây trực tuyến. Một lần nữa, chúng ta vẫn chưa có cơ hội được gặp gỡ nhau mặt đối mặt và dâng lên Chúa sự thờ phượng ngợi khen. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Mặc dầu đã có lệnh từ Tổng thống cũng như Thống đốc của tiểu bang, nhưng mà quận hạt này thì họ chưa có cái tiếng nói chính thức, cho nên hầu hết các hội thánh, các nhà thờ vẫn còn đóng cửa. Tôi không biết những nhà thờ lớn thì như thế nào, nhưng mà thấy tất cả những nhà thờ nhỏ nhỏ trung bình thì họ vẫn còn đóng cửa cho đến ngày hôm nay. Cho nên anh em chị em chúng ta nhớ tiếp tục cầu nguyện để cái cơ hội này được sớm mở ra, cho chúng ta có cơ hội thờ phượng Chúa trong sự họp mặt chung với nhau. Và xin Chúa cũng, chúng ta cũng nhớ tiếp tục cầu nguyện cho đất nước chúng ta thấy đang đối diện không những dịch lệ mà còn những sự khó khăn đang xảy đến, tàn phá trong những ngày tháng vừa rồi, nhất là trong những ngày gần đây, trong sự bạo động. Đó là điều mà chúng ta cũng luôn nhớ đến trong sự cầu nguyện riêng, cũng như cơ hội mà chúng ta có với nhau trong sự cầu nguyện chung. Đó là điều nhắc nhở anh em chị em chúng ta có buổi cầu nguyện học Kinh Thánh chung với nhau ngày thứ ba lúc 7:30, và rồi sau đó chúng ta cũng có một ít thời giờ để chúng ta cầu nguyện vào ngày thứ bảy buổi tối lúc 7:30. Đó là giờ mà chúng ta bắt đầu buổi cầu nguyện. Thế nên khích lệ anh em chị em chúng ta vào dành thời giờ vào đúng hoặc sớm giờ hơn để chúng ta đi vào sự cầu nguyện chung với nhau. Hôm nay điều mà tôi muốn chia sẻ với anh em chị em chúng ta được viết ở trong Giăng đoạn 20 từ câu 21 cho đến câu 23. Nhưng mà cái câu chuyện này thì được viết xa hơn bên trên nữa, là từ câu 19 cho đến câu 31. Đó là cả cái câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu sau khi sống lại rồi Ngài làm công việc của Ngài, Ngài bày tỏ cho các môn đồ. Tôi muốn đọc cho anh em chị em vài câu trước khi chúng ta đi vào sự suy gẫm lời Chúa. Câu 19, Giăng đoạn 20 câu 19. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Ngài đoạn Ngài nói, đoạn Ngài giơ tay và sườn mình cho các môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự vui mừng, đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán của môn đồ rằng: bình an cho các ngươi, cha ta đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì Ngài hà hơi trên các môn đồ mà rằng: hãy nhận lệnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Đó là cái đoạn Kinh Thánh mà Đức Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại rồi, Ngài gặp các môn đồ, Chúa muốn bày tỏ cho các môn đồ thấy là Ngài sống lại thật. Nhưng mà trong cái câu chuyện này được thuật lại bởi Thánh Giăng, nhắc cho chúng ta thấy một cái điều: khi Chúa đến với họ, đương nhiên chúng ta thấy cửa đóng, mà bây giờ Chúa xuất hiện. Cho nên đó là một điều rất là có thể là kinh ngạc, kinh khủng, sợ hãi. Cho nên Chúa Giêsu nói bình an cho các người. Chúa nói với họ, trấn tĩnh cho họ biết rằng, rồi bắt đầu Chúa làm gì? Chúa đưa tay cho họ xem, Chúa đưa sườn mình cho các môn đồ thấy để cho họ biết rằng Ngài đã sống lại.
Nhưng mà việc sống lại của Chúa chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã suy gẫm rồi, chúng ta đã học hỏi rồi. Nhưng mà cái phần mà ngày hôm nay chúng ta để ý đến là sau khi Đức Chúa Giêsu nói với họ bình an rồi đó, thì Chúa nói với họ là Cha ta đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thế ấy. Chúng ta để ý đây là một điều rất là quan trọng. Nếu mà Đức Chúa Cha sai Chúa Giêsu như thế nào thì Ngài cũng sẽ sai chúng ta thế ấy. Cha sai Chúa Giêsu như thế nào, chúng ta hãy suy ngẫm. Cha sai Đức Chúa Giêsu như thế nào, Ngài trang bị cho Chúa Giêsu đầy dẫy quyền năng để làm công việc của Chúa. Thế thì khi Ngài sai chúng ta cũng như vậy, Chúa sai chúng ta làm một công việc gì thì Ngài cũng sắm sẵn cho tất cả chúng ta mọi phương tiện để hoàn tất công việc đó. Mà phương tiện mà chúng ta cần đó là để làm chứng về Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Cho nên chúng ta phải biết chắc là Ngài sống lại, và rồi chúng ta cũng là làm chứng về Chúa đã đến, Chúa đã chết, Chúa sống lại. Và rồi Ngài trang bị cho chúng ta ơn, quyền năng và phương tiện để rồi chúng ta làm công việc Chúa một cái kết quả. Sau khi Đức Chúa Giêsu nói như vậy rồi đó, thì Ngài phán điều đó rồi, thì Ngài hà hơi trên các môn đồ. Đó, đây là một đoạn kinh thánh dễ làm nhiều người đi đến sự hiểu lầm. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không có biện luận về vấn đề đó. Hôm nay chúng ta để ý Đức Chúa Giêsu đến hà hơi cho họ. Chúng ta nhớ, nhớ nha, Thánh Phaolô nói chúng ta trở thành người tin Chúa như thế nào. Tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, đó là điều kiện để chúng ta trở thành một người tin Chúa, một người được gọi là tín đồ của Đấng Christ. Nhớ, Đức Chúa Cha nhận Đức Chúa Cha và tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Cha sai đến. Mà Đức Chúa Giêsu là Đấng Cha sai đến là như thế nào? Ngài đã được sanh ra bởi người nữ đồng trinh, tức là Ngài không mang tội lỗi. Rồi Ngài đã chết và Ngài sống lại. Đó là điều mà đem chúng ta đến sự cứu rỗi. Thế thì các môn đồ nhớ, các môn đồ là những người thấy Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà khi Ngài chết và Ngài sống lại rồi, còn nhiều người nghi ngờ. Ngay cả những người mà Chúa nói là ta sẽ xây hội thánh ta trên đá này, ông Thánh Phêrô cũng không tin khi mà các người đàn bà đến báo cho phải chạy đi xem, rồi cũng không biết lấy làm lạ. Cho nên anh em chị em chúng ta để ý này, các môn đồ ngay trong cái giây phút đó họ chỉ trở thành người tin Chúa như chúng ta ngày hôm nay khi họ tin Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Và khi ngày chúng ta tin Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, chúng ta trở thành người tín đồ của Đấng Christ, hay là Kitô hữu, có người gọi là Cơ Đốc nhân, mà tôi chỉ thích cái chữ gọi là tín đồ của Đấng Christ. Chúng ta để ý khi Ngài phán điều đó rồi thì Ngài hà hơi trên các môn đồ, và Chúa nói điều gì? Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Cái chủ đề mà tôi muốn để anh em chị em để ý là hãy nhận lãnh. Ở đây Chúa Giêsu nói với các môn đồ, Ngài nói xong Ngài hà hơi. Thế thì hà hơi có ý nghĩa gì ở đây? Cùng một cái chữ mà được dùng ở cái chữ hà hơi này cũng là một cái chữ mà trong kinh thánh, cái khúc này được viết trong tiếng Hy Lạp, và cũng cùng một cái chữ đó khi cái bản dịch 70 chuyển từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp, thì ngay cái chỗ mà Đức Chúa Trời lấy đất nặng nên hình người rồi hà sanh khí vào lỗ mũi, hà hơi thổi vào, hà hơi tức là Ngài ban sự sống cho con người, cho Adam, Eva. Cái hành động đó cũng giống như cái hành động của Chúa Giêsu thổi hơi Ngài trên các môn đồ. Ngài ban sự sống phục sinh của Ngài đến với họ, cũng như Chúa ban sự sống phục sinh đến với chúng ta. Đó là thời điểm
mà những người này thực sự trở thành tín đồ của Đấng Christ. Có những người nói ngày Đức Thánh Linh giáng lâm đó là ngày khai sinh Hội Thánh. Nhưng mà chúng ta để ý khi Đức Chúa Giêsu hà hơi trên các môn đồ, đó là lúc tất cả những người môn đồ này họ nhận lấy sự sống phục sinh của Chúa, như chúng ta ngày hôm nay tin Chúa và cũng nhận lấy sự sống phục sinh của Ngài. Đó là lúc mà sự sống của Chúa đi vào họ. Còn lúc trước họ làm điều này, làm điều kia, làm phép lạ, đuổi quỷ là điều Chúa ban cho họ, chứ họ chưa phải là tín đồ của Đấng Christ. Cho đến khi Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Và đây là lúc mà họ đã tin rồi. Họ đã tin Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại rồi. Nhưng mà Ngài hà hơi để thần linh của Đức Chúa Trời đến ngự trong tâm lòng của họ. Chúng ta nhớ, bởi vậy Chúa nói là hãy nhận lấy. Hãy nhận lấy điều mà ta ban cho, tức là sự sống phục sinh mà Chúa ban cho các môn đồ. Nên hành động mà Chúa thổi vào họ là Ngài ban sự sống phục sinh, giống như Chúa ban sự sống vào cho Adam trong cái hình ảnh Ngài nắn lên đất rồi Ngài hà hơi vào. Đó là thời điểm bắt đầu nếp sống mới trong đức tin vào Đấng phục sinh. Phải nhớ điều đó. Đó là giây phút mà các môn đồ, những người đã đi theo Chúa, chứng kiến Chúa làm, và họ làm những việc mà Chúa bảo họ làm, Chúa ban cho họ uy quyền để họ làm. Nhưng mà bây giờ Chúa chuẩn bị cho họ đi vào một cái bước mới, là Chúa không còn ở đây nữa, Chúa không còn phán với họ là hãy đi và ta ban quyền cho các người. Không, bây giờ là lúc mà Chúa chuẩn bị họ để có một nếp sống. Không những họ nhận lấy sự sống phục sinh mà Chúa đã sống lại, Chúa ban cho họ rồi thì chuẩn bị đón nhận lời mà Cha đã hứa ban cho những người sẽ đi ra làm chứng nhân cho Chúa. Khi Đức Thánh Linh đến với các môn đồ trong cái sự hà hơi này, đó là bắt đầu nếp sống mới của họ, nếp sống vòng trong đức tin nơi Đấng phục sinh, và bắt đầu một nếp sống của sự thánh hóa trong quyền năng của Thánh Linh ở trong họ. Và rồi đó cũng là lúc mà họ đón nhận cái uy quyền mà Chúa Giêsu ban cho họ. Là cái uy quyền gì? Là trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ trong Roma đoạn 8, khi Thánh Phaolô nói nếu các ngươi có Đức Thánh Linh, nếu chúng ta có Đức Thánh Linh thì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Đây là lời Chúa. Vì những kẻ được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đó là giây phút mà họ đi vào địa vị là con cái Đức Chúa Trời. Để rồi họ đón nhận uy quyền mà Chúa sẽ ban cho họ, cái uy quyền và cái địa vị đó là con Đức Chúa Trời. Để rồi họ làm gì? Họ trở thành kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Bởi vậy Chúa Giêsu nói với họ như thế nào? Cha ta đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Họ là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Họ đón nhận uy quyền khi Chúa Giêsu hà hơi trên họ, Thánh Linh đến với họ, ở trong đời sống của họ, ở trong tâm linh của họ, và họ đón nhận cái uy quyền và cái địa vị mà Chúa phục hồi cho họ trong nếp sống mới, là nếp sống của đức tin nơi Đấng phục sinh. Và khi họ nhận điều này, tức họ trở thành người tin Chúa Giêsu Christ, tin Đấng đã chết và sống lại, để chuẩn bị cho một sự ban cho khác hơn nữa, để chuẩn bị sự ban cho mà Chúa Giêsu nói với họ là khi mà Chúa về trời rồi, các ngươi hãy ở và chờ đợi để Đức Thánh Linh đến. Chúng ta nhớ, Đức Thánh Linh đến để ban cho chúng ta một nếp sống phục sinh khác với bắp tên bằng Đức Thánh Linh. Hai biến cố đó khác nhau. Và cái chỗ này Chúa Giêsu nói với các môn đồ
và hà hơi cho họ. Rồi Chúa nói với họ là hãy nhận lấy, hãy đón nhận lấy, để có một nếp sống mới, để có cái uy quyền, cái địa vị là con của Chúa. Và khi có uy quyền thì mới có sức mạnh, tức là Đức Thánh Linh mới đến bọc tên cho họ bằng Đức Thánh Linh. Cho nên cái công việc mà Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ và thả hơi trên họ là để chuẩn bị cho ngày lễ ngũ tuần. Họ trở thành người tin Chúa sẵn sàng để đón nhận bóc tên bằng Đức Thánh Linh. Giống như tôi và anh em chị em ngày hôm nay thôi, chúng ta phải trở thành người tin Chúa thì chúng ta mới được bóc tên bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được bóc tên bằng nước. Đó là giây phút mà sự biến đổi đến trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta tin vào quyền năng của sự phục sinh, tin vào Đấng đã chết và sống lại. Chúng ta bắt đầu một đời sống mới. Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng bắt đầu làm việc trên chúng ta để đổi mới cuộc đời chúng ta. Nhưng rồi, chỉ có những người đã tin, chỉ có những người đã nhận Đức Thánh Linh ở trong họ là những người sẽ nhận phép báp tên bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu không làm phép báp tên bằng Đức Thánh Linh cho người chưa tin Chúa. Chúa Giêsu là phải làm, chỉ làm báp tên cho những người đã tin, là những người được hà hơi, là những người nhận lấy Đức Thánh Linh vào trong tâm linh của mình. Đó là các môn đồ. Đây là cái câu chuyện mà được thuật lại và Chúa Giêsu phán với họ trong cái đoạn Kinh Thánh này. Và một chỗ khác ở trong Kinh Thánh, 1 Cô-rinh-tô là 12 câu 12 cũng nói rằng khi mà Đức Thánh Linh đến trong chúng ta, trong cái công tác mà Chúa Giêsu đã làm hà hơi trên họ, đó là đón nhận chúng ta vào thân thể của Đấng Christ. Đây là cái câu Kinh Thánh mà được nhắc đến. Chúng ta đều chịu phép báp tên chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đã uống chung một Đức Thánh Linh. Chúng ta đều chịu uống chung một Thánh Linh nữa, thân cũng chẳng phải chỉ một chi thể. Đây là cái biến cố mà Chúa Giêsu đem các môn đồ trở nên thân thể của Chúa và hiệp nhất trở nên thân thể của Chúa. Thế rồi họ sẽ đón nhận báp tên bằng Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần. Cho nên hà hơi và Chúa nói với họ hãy nhận lấy. Thứ nhất, nhận Đức Thánh Linh để có một nếp sống phục sinh. Đức Thánh Linh đem chúng ta đến niềm tin nơi Đấng phục sinh. Kế đến là báp tên bằng Đức Thánh Linh. Và khi báp tên bằng Đức Thánh Linh rồi thì đây là lời mà chính Chúa Giêsu cũng nói với các môn đồ. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8, đây là lời Đức Chúa Giêsu nói với họ thêm một lần nữa trước khi Ngài cất lên trời. Các môn đồ lúc bấy giờ nhóm họp lại với họ, họ với nhau và gặp Chúa Giêsu, thì đây là điều mà họ hỏi Chúa Giêsu: vì chân gian đã làm phép báp tên bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tên bằng Đức Thánh Linh. Đó là lời mà Chúa Giêsu phán với các môn đồ khi mà họ tụ tập lại để chuẩn bị. Họ không biết là Chúa sẽ được cất lên, nhưng mà khi họ họp lại rồi Chúa phán lời này rồi Ngài được cất lên. Vậy những người nhóm lại đó thưa rằng: lạy Chúa, có phải trong kỳ này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: kỳ và hạn và ngày giờ mà cha ta đã tự quyền quyết định ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép. Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu hà hơi trên các môn đồ thì Chúa bảo họ là nhận lấy Đức Thánh Linh để trở thành người tin Chúa. Chúng ta nhớ điều đó nha, tin Chúa. Những người này là những người đã đi theo Chúa rồi, nhưng mà đến lúc đó Chúa mới hà hơi trên họ, Chúa bảo họ trở thành người tin Chúa. Tin Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, đó là đức tin đem đến sự cứu rỗi. Còn lúc trước họ chỉ là người đi theo, chỉ là môn đồ,
và giao ước cũ, họ sống với Chúa Giêsu nhưng mà còn trong giao ước cũ. Giao ước mới chỉ được bắt đầu khi Đức Chúa Giêsu chết và sống lại. Sự chết của Ngài là thiết lập giao ước, và khi Chúa sống lại là để ban cái giao ước mới đó cho mọi người trong cái niềm tin nơi sự phục sinh của Ngài. Đó là thời điểm những người này trở thành người tin Chúa, để chuẩn bị một đời sống đức tin cho họ, và rồi họ sẽ nhận một ơn phước mới tiếp theo, đó là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Để rồi họ, Chúa lại nói với họ rằng khi Đức Thánh Linh đến, đến bên trên, nhớ nha, Đức Thánh Linh khi mà Chúa Giêsu hà hơi, tức là thổi sự sống của Ngài vào trong họ. Chúng ta nhớ cái hành động đó, giống y như Chúa thổi sự sống vào cái đất mà Chúa nắn lên hình người là Adam. Chúa thổi sự sống phục sinh vào. Bây giờ Đức Thánh Linh đến, thì Đức Thánh Linh sẽ đến trên các ngươi. Đức Thánh Linh đến ở bên ngoài, bao phủ lấy họ bằng quyền năng của Ngài, bằng sức mạnh của Ngài, để rồi họ làm công việc của Ngài, làm chứng nhân cho Chúa. Ở đây thì chúng ta để ý, đây là lời Chúa Giêsu phán, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên, giáng trên giống như hành động là đổ xuống vậy đó. Chỗ khác thì nói là Đức Thánh Linh đổ xuống cho các môn đồ. Chúng ta nhớ ở đâu, trong Công vụ Sứ đồ đoạn 10 thì nói đến dùng cái động từ, cũng cái động từ đó mà nói là đổ xuống. Ở đây nói giáng xuống, tức là Đức Thánh Linh tưới xuống trên các đời sống các môn đồ, là những người đã tin Chúa. Cho nên đây là những người đã được hà hơi Đức Thánh Linh ở trong họ rồi, đã trở thành người tin Chúa rồi. Bây giờ Chúa đến, Chúa trang bị cho họ quyền năng. Mà Chúa Giêsu nói với họ như thế nào? Khi Đức Thánh Linh đổ xuống trên các ngươi, giáng xuống trên các ngươi, thì Ngài nói với họ như thế nào? Hãy nhận lấy. Cái chữ nhận lấy đó, nó có nghĩa là nhận, có nghĩa là lấy, có nghĩa là có, và có nghĩa là bắt lấy. Bắt lấy tức là nắm lấy nó. Có nghĩa là mình nhận biết rằng mình có thần linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta khi Ngài, khi chúng ta tin Chúa Giêsu. Và rồi khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì Chúa Giêsu cũng lại nói với họ rằng là hãy nhận lấy quyền phép. Đó là lúc nhận lấy quyền phép, nhớ nha, đó không phải là lúc mà nhận lấy Đức Thánh Linh, đó là lúc nhận lấy quyền phép. Thì Đức Thánh Linh báp têm, khi Chúa Giêsu làm báp têm bằng Đức Thánh Linh cho chúng ta, đó là lúc mà Chúa bảo, đó là lúc nhận lấy quyền phép. Khi chúng ta nhận lấy quyền phép, tức là nhận lấy tất cả những ơn tứ gì mà Đức Thánh Linh đến và trang bị cho chúng ta, để mà chúng ta làm công việc Chúa. Đức Thánh Linh đến với mục đích gì? Ở đây nói rất là rõ. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Nhớ nha, chỗ này nói quyền phép, ở kia thì cho chúng ta biết cái uy quyền. Tại sao chúng ta biết câu uy quyền? Chúng ta để ý cái câu Giăng đoạn 20 câu 23 nói như thế nào. Khi các ngươi nhận lấy Đức Thánh Linh thì làm sao? Chúa Giêsu nói, người nào mà các ngươi cầm tội thì họ sẽ bị cầm, và người nào mà các ngươi tha tội thì họ sẽ được tha. Ở đây nói đến điều gì? Tôi đọc nguyên văn cái câu đó để cho anh em chị em thấy nè. Sau khi Đức Chúa Giêsu nói hay nhận lấy Đức Thánh Linh thì Ngài nói, kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì tội sẽ bị cầm. Ở đây nói đến cái gì? Nói đến khi Đức Thánh Linh đến ở trong đời sống của chúng ta là người tin Chúa Giêsu, là đấng đã từ kẻ chết sống lại, thì chúng ta không những có địa vị, có uy quyền là con Đức Chúa Trời, nhưng mà ở đây còn nói đến cái điều cầm và buộc, cầm buộc và mở, nói đến cái uy quyền đó. Tôi cho thí dụ để chúng ta thấy cái uy quyền như thế nào. Khi chúng ta bầu một vị tổng thống thì chúng ta trao cho họ cái uy quyền, nhớ, và rồi bởi cái uy quyền đó, người đó sẽ ra lệnh cho quân đội làm việc này, hay là cảnh sát làm việc kia, hay là FBI làm việc nó. Tức là đó là lúc mà họ ra lệnh, họ có uy quyền là ra lệnh. Và rồi những người đó dùng bao nhiêu
phương tiện đó là sức mạnh. Cái phương tiện là sức mạnh. Ở đây Chúa Giêsu nói với các môn đồ trước khi Ngài về trời là khi Đức Thánh Linh giáng xuống các ngươi, tức là Đức Thánh Linh bao phủ lấy các ngươi, nhận lấy cái gì? Không phải là uy quyền nữa, nhưng mà nhận lấy sức mạnh. Thì vì trong tiếng Hy Lạp cái chỗ mà quyền phép đó là dunamis, tức là sức mạnh. Sức mạnh. Còn chỗ cầm và buộc là nói đến uy quyền. Chúng ta nhớ, khi Đức Thánh Linh đến với chúng ta, là chúng ta đã có uy quyền rồi. Có địa vị là con Đức Chúa Trời rồi. Có địa vị là hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và đồng kế nghiệp với Đấng Christ. Đó là điều mà anh em chị em chúng ta cần phải tin và nói với chính mình, nói với tâm linh mình mỗi ngày khi chúng ta đối diện với bất cứ những điều gì mà chúng ta cần uy quyền và quyền lực từ nơi Chúa. Qua phép tên đó chúng ta thấy đây là điều mà Chúa Giêsu hoàn thành lời hứa với các môn đồ trước khi Ngài về trời. Chúa nói với họ là ở trong Luca đoạn 24 câu 47 là Chúa nói là các ngươi sẽ nhân danh Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu, rao giảng cho các dân ngoại về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, tức là việc mà Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Quyền phép ở đây cũng giống như chữ dunamis trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8, tức là khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì hãy nhận lấy quyền lực. Họ dùng chữ quyền phép ở đây, nhưng thực sự quyền lực thì chúng ta hiểu rất là rõ hơn, tức là sức mạnh, phương tiện để hoàn tất công việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm, Chúa Giêsu muốn chúng ta làm khi Đức Thánh Linh đến. Vì vậy Chúa nói với chúng ta việc đầu tiên là đức tin nơi sự phục sinh. Nếu chúng ta không tin nơi sự phục sinh của Chúa một cách nhất quyết, chúng ta không thể nào làm chứng cho Ngài được. Đó là lý do mà chúng ta thấy Chúa Giêsu 40 ngày sau khi Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại rồi, Chúa bày tỏ cho các môn đồ thật rõ ràng để khi họ làm chứng, họ biết chắc cái điều họ làm chứng, đó là điều họ đã nghe, điều họ đã nhìn thấy, rằng Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Và nhớ khi Đức Chúa Giêsu về trời rồi thì trong cái giai đoạn đó thân phận của họ không khác gì chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù họ đã thấy Chúa Giêsu, họ đã nghe Chúa Giêsu, họ đã rờ đến thân xác của Ngài từ kẻ chết sống lại, nhưng mà Chúa không còn có mặt với họ để cho những người mà họ làm chứng, để chứng tỏ rằng Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Cho nên Chúa mới ban cho họ cái quyền lực này để mà làm cái công việc chứng nhân cho Ngài, chứng nhân Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Đó là những ân tứ mà được nói đến. Đó là lý do mà chúng ta cũng thấy thật là rõ rệt. Thế thì chúng ta phải biết thật rõ mình tin ai, tin cái đấng đó như thế nào. Chúng ta ngày hôm nay không được diễm phúc giống như các môn đồ khi xưa là rờ đến Chúa được, nói chuyện với Chúa được trong cái thân xác của Ngài. Nên mà chúng ta ngày hôm nay ở trong cái giai đoạn chúng ta được Đức Thánh Linh giáng xuống rồi Ngài cùng làm việc với chúng ta, thì chúng ta đã suy gẫm những lần trước Chúa làm việc với chúng ta. Nhưng mà phần chúng ta nhớ, anh em chị em là những người đã nhận Đức Thánh Linh khi chúng ta tin Chúa Giêsu rồi. Còn phần tiếp theo, Chúa muốn chúng ta là nhận lấy quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng xuống, tức là khi được bọc thêm bằng Đức Thánh Linh. Đó là điều rất cần thiết cho mỗi người khi chúng ta muốn làm chứng nhân cho Chúa. Có nhiều người lấy cái đoạn Giăng đoạn 20 câu 20 đó và nói rằng đây là lúc mà Chúa Giêsu làm bọc thêm cho các môn đồ. Không có đâu. Nếu mà điều đó đã xảy đến rồi thì Chúa không có còn phải đợi, nói họ phải đợi ở trong thành Jerusalem, đợi 50 ngày sau khi Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, Đức Thánh Linh mới đến. Đó là một cách giải thích không có
nền tảng và không có lịch sử được ghi chép ở trong công vụ các sứ đồ. Và rồi khi các môn đồ nhận lấy quyền phép rồi làm chứng cho Chúa, anh em chị em, đây là điều rất là quan trọng, tôi và quý vị rất là cần. Chúng ta phải có quyền lực, phải có sức mạnh, phải có ơn, tức là ơn tứ đó, những cái món quà của Đức Thánh Linh. Nhớ Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha cho chúng ta một món quà là Chúa Giêsu. Rồi Đức Chúa Giêsu khi Ngài ban Đức Thánh Linh đến với chúng ta, thì Đức Thánh Linh lại mang nhiều món quà đó, tức là ơn mà Ngài ban cho chúng ta, tức là phương tiện để chúng ta hoàn tất công việc mà Ngài ban cho. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn xây một cái nhà, ra lệnh xây một cái nhà, được phép xây một cái nhà, đó là uy quyền. Nhưng mà vật liệu đó là phương tiện để hoàn tất cái nhà. Sức mạnh của những người thợ là phương tiện để hoàn tất cái nhà. Anh em chị em, chúng ta cần sức mạnh, chúng ta cần phương tiện để mà hoàn tất công việc của Chúa. Chỉ có phương tiện và sức mạnh khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta mà thôi. Chúng ta nhớ, khi Chúa Giêsu còn ở với các môn đồ chưa cần bắt tên bằng Đức Thánh Linh, nhưng mà Chúa Giêsu ban cho họ uy quyền để họ làm. Họ làm gì? Họ chữa bệnh, họ đổi quỷ, họ chinh phục tất cả các tà linh. Ngày hôm nay, con người cũng vẫn bị sự áp bức bởi Satan, ma quỷ và các thế lực tối tăm. Thì chúng ta cũng cần những uy quyền và quyền lực đó để mà làm công việc của Ngài. Mà chúng ta chỉ nhận được uy quyền khi trở thành con cái của Chúa. Và chúng ta chỉ nhận được quyền lực khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta. Để chúng ta làm chứng, tức là nói về Chúa. Chúng ta nhớ, người làm chứng là người sẵn sàng trả giá cao nhất là mạng sống của mình để mà nói về một điều gì, làm chứng về một điều gì đó là thật. Chúng ta làm chứng về Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là Chúa trở thành người. Đó là việc làm chứng thứ nhất. Nếu Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời trở thành người thì nhân loại không có một của lễ nào để chuộc tội. Và rồi kế đến, Đức Chúa Giêsu làm những việc này việc kia ở giữa thế gian này, dạy dỗ, làm những phép lạ, đuổi quỷ, khiến kẻ chết sống lại. Đó là những việc Chúa làm. Nhưng mà cái việc làm chứng quan trọng là Ngài từ trời đến, Ngài trở thành người sống giữa thế gian này với chúng ta, mà rồi Ngài chết và Ngài sống lại. Đó là điều chúng ta làm chứng. Rồi không những vậy, Ngài đã về trời, rồi Ngài sẽ trở lại. Làm sao nhân loại tin tất cả những điều làm chứng này? Chúng ta phải có phương tiện để cho họ thấy rằng Ngài vẫn còn sống động ở giữa thế gian này với chúng ta qua Đức Thánh Linh. Đó là điều mà chúng ta đã thấy với các môn đồ đã được ghi chép lại trong sách Mác, mà chúng ta đã suy gẫm là khi các môn đồ ra đi sau khi nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi, Chúa cùng làm việc với họ. Và trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 thì cho chúng ta thấy khi họ nhận lấy quyền lực, tức là phương tiện để làm công việc mà Chúa ban cho, giao cho là làm chứng nhân cho Chúa, thì đây là điều mà được thuật lại cho chúng ta thấy. Và những người tin theo Chúa đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của riêng của mình là của riêng, nhưng mọi người kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Làm sao họ lấy? Ở đây dùng cái chữ họ lấy. Quyền phép, cái chữ quyền phép đây là dunamis, tức là quyền lực đó, là phương tiện mà Chúa ban cho họ để làm chứng nhân. Làm sao họ lấy? Anh em chị em, họ phải nhận lấy thì họ mới có để họ lấy, họ ban cho. Chúng ta nhớ không? Cái câu chuyện mà người què ở cửa đèn, ông Thánh Phêrô nói như thế nào? Điều ta không có vàng, ta không có bạc, nhưng mà điều ta có. Tại sao ông nói được điều đó? Tại vì ông đã nhận lấy. Thế nên
cái hãy nhận lấy rất là quan trọng. Nhận lấy Đức Thánh Linh thì chúng ta tin Chúa, đó là điều hiển nhiên rồi, tôi và quý vị người tin Chúa. Nhưng mà cái bước tiếp theo là nhận lấy quyền lực khi Đức Thánh Linh giáng xuống. Tại vì người què đi được phải có quyền lực, phải có sức mạnh. Sức mạnh của Chúa đến qua chúng ta vào thân thể của họ thì họ mới đứng lên, họ đi được. Và sự chữa lành của Chúa ở trong tâm linh của chúng ta, tại nhớ chúng ta nhớ Đức Thánh Linh ngự trong tâm linh này này, thì sự chữa lành ở trong tâm linh này này, sự bình an ở trong tâm linh này này, nó tuôn tràn qua thân thể của chúng ta và nó đụng chạm đến thân thể của người khác, và nhiều khi nó cũng đụng chạm đến cả thân thể của mình. Đó là điều cả anh em chị em chúng ta phải có thì chúng ta mới cho. Ở đây ông Thánh Phêrô nói với người què là như thế nào? Điều ta có, tức là ta có cái gì? Ta có quyền lực, ta có sức mạnh, ta có sự chữa lành từ Chúa ở trong tâm linh này nè, tuôn đổ ra. Chúng ta nhớ không? Khi Đức Chúa Giêsu đi rao giảng, đám đông có người đàn bà lẹn lẹn vô và nắm lấy cái áo của Chúa. Chúa nói, ta cảm thấy có sức mạnh. Đó, ta cảm thấy có sức mạnh. Sức mạnh đó là gì? Là quyền lực. Đó là sự chữa lành. Từ đâu? Từ đâu tuôn ra? Từ trong tâm linh. Đi qua cái tâm hồn của con người, rồi đi qua cái thân thể của Chúa, dính vào cái áo, và từ cái áo nó chảy đến cái thân thể của người đàn bà đó, và sự chữa lành đến. Anh em chị em, cái điều quan trọng mà ngày hôm nay chúng ta học ở nơi đây là nhận lấy. Hãy nhận lấy. Tin Chúa, bước đi với Ngài, thánh hóa, tức là nhận lấy Đức Thánh Linh, trở thành người tin Chúa, có một đức tin nơi đấng phục sinh. Rồi khi Đức Thánh Linh đến với chúng ta qua phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, thì hãy nhận lấy, tức là có đức tin, tin vào cái lời hứa đó và nhận lấy điều mà Chúa hứa, tức là Ngài ban quyền lực cho chúng ta để hoàn tất công việc của Ngài. Anh em chị em, chứ nhận lấy không phải là chỉ nói là chúng ta nắm lấy không thôi, mà nói đến cái đức tin chúng ta. Tin rằng anh em chúng ta không, chúng ta nếu mà tôi đưa cho quý vị một cuốn sách thì quý vị thấy cái gì vật trên tay này, mà Đức Thánh Linh đến Chúa nói nhận lấy quyền lực, chúng ta sẽ không, có nhiều khi cũng không cảm thấy cái gì hết. Nhưng mà đức tin rằng Đức Thánh Linh đến với chúng ta nhận quyền lực đó để làm công việc của Ngài, làm chứng nhân cho Ngài. Và một điều lạ lùng nữa là khi Đức Thánh Linh đến trong cuộc đời của chúng ta thì không những chúng ta có quyền lực, có sự đổi mới, nhưng mà cuộc đời của chúng ta đó rất là lạ lùng. Nhớ Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samaria, Chúa nói như thế nào? Ai uống nước này thì trở thành mạch nước, nó chảy ra đến sự sống đời đời. Tức là câu chuyện mà Chúa Giêsu nói với người đàn bà, cái nước đó là nước sự sống đời đời. Còn khi Đức Thánh Linh đến thì cái nước sự sống đời đời đó không phải là mạch nước nữa, nó thành một cái dòng sông, nó chảy ra từ một cái mạch nước, từ một cái giếng nước, mà nó trở thành một mạch nước, nó đòi hỏi phải có sức lực, có sức lực nó mới trở thành dòng sông được. Nước phải được đem lên trên cao và thả xuống thì nó mới chảy thành dòng sông, dòng suối được. Còn nước mà để dưới mạch thì nó chỉ ở dưới mạch mà thôi. Tức là sự sống đời đời riêng tư của chúng ta, Chúa muốn khi thần linh của Đức Chúa Trời đến, sự sống mà Chúa ban cho chúng ta sẽ chảy đến cho người khác. Anh em chị em ơi, đó là điều mà Chúa muốn cho tôi và quý vị, và thách thức trong cuộc sống của chúng ta, để rồi nước sống mà chúng ta nhận qua sự cứu rỗi như trở thành một dòng sông. Chúa Giêsu nói điều đó trước khi Ngài bị thống đi, thì Chúa nói như thế này: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng người, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh, mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa
ban xuống. Chỉ có người tin Ngài thì mới nhận lấy. Mà ở đây không những nhận lấy lúc mà bắt đầu tin để có một nếp sống mới bởi Thánh Linh thay đổi, và rồi nhận lấy Ngài trong một cái bước thứ hai là báo tên bằng Đức Thánh Linh có quyền lực, để rồi cái sức mạnh đó bơm cái mạch nước sống ở trong chúng ta mỗi người trở thành một dòng sông, trở thành một dòng sông. Anh em chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong một cái thế giới tân tiến, chúng ta mở cái máy vòi nước thì thấy nước nó chảy ra, mà quý vị biết nước đó ở đâu? Có thể nước đó lấy từ sông, rồi có thể lấy nước đó lấy từ mạch, mà ngày hôm nay nó chảy mạnh ở trong cái vòi nước của chúng ta là vì nó được bơm lên cao, nó đã được sức mạnh đẩy lên. Thế thì báo tên bằng Đức Thánh Linh là sức mạnh từ trời Chúa ban và phương tiện từ trời Chúa ban để chúng ta hoàn tất. Đó là điều mà chúng ta thấy sống, sự sống mới của Chúa, sự sống mới phục sinh tuôn tràn từ chúng ta đến người khác, biến đổi đời sống chúng ta trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày, rồi có uy quyền và quyền lực. Nhớ, chúng ta có uy quyền và quyền lực làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta có một đời sống đắc thắng. Có một đời sống đắc thắng khi nào? Chúng ta nhớ cái huyền đoạn 12 câu 11 nói như thế nào? Những kẻ thắng chúng đó là người có huyết của Chúa Giêsu, lời chứng và không tiếc sự sống mình. Tức là ba yếu tố: có Chúa Giêsu, huyết Chúa Giêsu là có Chúa Giêsu đó, có sự tha tội, có đức tin, lời chứng phải có quyền năng của Đức Thánh Linh, có Đức Thánh Linh, cũng như Đức Thánh Linh ở bên trong, trong nếp sống phục sinh và báp tên bằng Đức Thánh Linh nữa. Rồi không tiếc mạng sống mình, tức là đời sống người đó sẵn sàng bước đi với Chúa, sẵn sàng sống vì cho Chúa ở dưới thế gian này, và sẵn sàng cũng chết nếu phải đó là sự kêu gọi mà Chúa muốn họ. Anh em chị em, Chúa rất là lạ lùng. Chúa ban cho ơn, Chúa ban cho uy quyền, rồi Chúa ban cho quyền lực để hoàn tất. Chúng ta nhớ trong Mát đoạn 16 câu 17 nói như nào? Hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Kẻ đau đó không phải là chỉ người nào ở ngoài mình, kẻ đau có thể là mình nữa. Đôi lúc chúng ta lo đặt tay cho người khác mà quên không đặt tay trên cái thân thể của mình để xin sự chữa lành của Chúa. Anh em cho em biết không, hai ngày trước một điều đã để xảy đến với tôi. Khi tôi nằm ngủ đến khoảng 5-6 giờ sáng, tự nhiên tôi thấy trong cái bụng này, ở mé bên trái, bên tay trái, nó đau. Và đau mấy tiếng ngủ trước khi tôi tỉnh dậy. Tôi không biết cái phần đó là phần gì trong cái cơ quan nội tạng này. Và khi tôi ngồi tôi cầu nguyện buổi sáng, đến phần gần cuối rồi, đến phần cầu nguyện chữa lành, thì tôi nói Chúa ơi, lời Chúa nói như thế này: bây giờ con đặt tay trên thân thể của con tin đó là điều mà Chúa hứa. Tôi đặt tay, tôi công bố, tôi ra lệnh. Và anh em cho em biết, cho đến ngày hôm nay, từ sau đó cho đến ngày hôm nay, cái sự đau nó không còn. Thực sự tôi rất là lo đó, tại vì tôi đang thấy đau này, tôi cũng nghĩ quẩn giống như mọi người khi mà đau ở trong thân thể của mình ấy. Đau ngoài thì mình còn biết nó đau ở đâu, nhưng mà đau ở trong mình nghĩ quẩn, không biết cái này nó là cái gì, nguy hiểm, nó tới đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mình lấy đức tin và lời của Chúa, đặt tay để Chúa làm, đó là quyền lực. Chỉ có sức mạnh của Chúa mới đuổi bệnh tật ra khỏi thân thể của chúng ta thôi. Điều đó chỉ thế khi chúng ta nhận lấy quyền lực để làm chứng nhân. Anh em chị em, cái câu Kinh Thánh ở trong công vụ các sứ đồ nói, các sứ đồ lấy quyền phép, các sứ đồ lấy quyền phép để làm nhiều dấu kỳ phép lạ, làm chứng cho mọi người biết rằng Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Cho nên, làm sao tôi kinh nghiệm được Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại? Vì
quyền dấu lạ của Chúa xảy đến. Khi mình có đức tin, mình lấy cái gì Chúa cho, mình làm công việc mà Chúa cho đó và nó thành, thì đó là lời chứng riêng cho mình. Xin Chúa chúc phước cho anh em chị em, để chúng ta nhớ hãy nhận lấy. Bước đầu tiên, tin Chúa nhận Đức Thánh Linh. Bước kế tiếp là nhận lấy quyền lực khi bắp tên bằng Đức Thánh Linh đến. Cho nên bắp tên bằng Đức Thánh Linh là cái bước thứ nhì mọi người cần có để mà chúng ta mới nhận được quyền lực hoàn tất công việc mà Chúa ban cho, Chúa giao cho. Và Chúa Thánh Linh đến, Ngài sẽ mang những món quà, tức là ơn tứ, để cùng làm việc với chúng ta, để làm chứng cho nhân loại và cho chính mình biết rằng Đức Chúa Giêsu đã từ cái chết sống lại. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để công việc nhà Chúa rồi hội thánh của Chúa được có cơ hội mở ra cho những ngày sắp tới. Chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau mặt đối mặt trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Rồi anh em chị em nào đã sẵn sàng trong tiệc thánh thì chúng ta đã chuẩn bị, thì chúng ta cùng dự tiệc thánh với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Ngài ban cho chúng con. Chúa nói với chúng con, Chúa nói với các môn đồ. Con cảm ơn Chúa, hãy nói chúng con hãy nhận lấy Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh đã đến với mỗi chúng con khi chúng con tin Ngài. Lạy Chúa, và Ngài cũng nói với chúng con hãy nhận lấy quyền phép khi bắp tên bằng Đức Thánh Linh được đến trên mỗi chúng con. Thánh Linh giáng xuống trên mỗi chúng con. Lạy Chúa, xin đặt sự khao khát này trong đời sống mỗi chúng con mỗi ngày, Chúa, để mỗi ngày chúng con đi giữa thế gian đầy rẫy những cạm bẫy và tăm tối này. Lạy Chúa, chúng con có sự dẫn dắt của Thánh Linh và chúng con có sự trang bị quyền và lực từ Đức Thánh Linh để hoàn tất mọi điều Chúa giao cho chúng con những ngày còn ở trần thế này. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con một cơ hội nữa họp nhau trên đường dây trực tuyến này. Chúa, ngày thứ nhất thì chúng con được nhắc đến Chúa sống lại, và đó là điều quan trọng và duy nhất mà chúng con cần làm chứng cho thế giới này. Chỉ Chúa và chỉ Ngài là đấng duy nhất có quyền thay đổi mọi sự, biến đổi tình trạng trong cái thế giới mà chúng con đang sống này. Chúa, nhất là nơi đất nước này. Và Chúa yêu dấu, xin thần linh Ngài vận hành khắp mọi nơi, bày tỏ uy quyền của Ngài, bẻ gãy mọi công việc của sự tối tăm đang hoành hành khắp nơi trên thế gian này. Lạy Chúa, và trang bị cho chúng con dân sự của Ngài mỗi người ơn quyền năng và quyền lực của Ngài để chúng con hoàn tất điều mà Chúa giao phó cho chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Chúa, một lần nữa con mời đón Thánh Linh Ngài đến hà hơi trên của lễ này, bánh này, chén này, để chúng con nhận lãnh. Chúng con được hiệp thông với thân Chúa và hết Chúa, nhận lấy sự sống phục sinh của Ngài cho mỗi đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra và phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta cùng nhận lấy. Ngài lại lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, và huyết đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ta cùng đón nhé. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Ta cầu nguyện lần nữa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì sự yêu thương của Ngài dành để cho mỗi chúng con, cho chúng con cơ hội được trở nên con cái của Ngài. Không những vậy, Ngài còn ban cho chúng con ơn và quyền năng, quyền lực từ trời để chúng con làm công việc của Ngài, để chúng con sống ở giữa thế gian này đắc thắng được. Chúng con cảm ơn Chúa.
Lạy Chúa yêu dấu ở cùng tất cả anh em chị em chúng con, bảo vệ và gìn giữ tất cả chúng con, sự chữa lành của Ngài ở trên mỗi thân thể anh em chị em chúng con. Lạy Chúa bảo vệ con cái của Chúa khắp mọi nơi trên đất này, trong cảnh khó khăn, nhất là trên đất nước Mỹ này đang có sự rối loạn trật tự. Lạy Chúa, danh của Ngài là Jehovah Shalom, xin sự bình an nó đến trên đất nước này, thiết lập lại trật tự trên đất nước này nữa. Con cảm ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Đây là lời mà chúc phước của Chúa. Cầu xin được Jehovah ban phước cho các ngươi, phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Jehovah chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Jehovah đoái xem ngươi, ban sự bình an cho ngươi. Chúa chúc phước cho anh em chị em. Chúng ta chúc phước cho nhau.